Kịch Khệ Nệ bụng bầu đi dự sự kiện. Nhã Phương mang thai nhuận sắc. Phương ơi, Phương có bầu không? À, mấy tháng rồi Phương? Phương Trinh Jolie bụng bầu vượt mặt. Cả hai diện giày cao gót lên thảm đỏ nhìn mà dễ dùng. Riêng Hòa Minzy dùng tuyệt chiêu làm không ai nhận ra đang mang bầu. Mặc dù Khệ Nệ bụng bầu nhưng dàn mỹ nhân Việt vẫn phải tham gia một vài hoạt động của làng giải trí. Thứ nhất là vì công việc không thể thoái thác, mặt khác là nhiều khi các sao nể mặt lẫn nhau nên dù có đang ở những tháng cuối thai kỳ vẫn bất chấp lên thảm đỏ. Dù gặp phải nhiều khó khăn, song dàn mỹ nhân Vbiz vẫn có màn xuất hiện cực ấn tượng đấy nhé. Nhã Phương xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện thời trang gần đây, Nhã Phương khiến bao người trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đầy quyến rũ của mình. Cô nàng vẫn có được nhan sắc hoàn hảo dù đang mang thai. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo lắng cho Nhã Phương đó là nữ diễn viên mang giày cao gót. Được biết, đây là lần mang thai thứ hai của Nhã Phương và lần này cô không còn e ngại khi mang bụng bầu đi dự sự kiện như trước. Phương Trinh Jolie cũng làm cư dân mạng hú hồn đó là màn xuất hiện của mẹ bầu Phương Trinh Jolie. Cách đây khoảng vài tháng, khi Phương Trinh Jolie đang ở những tháng cuối thai kỳ vẫn Khệ Nệ bụng bầu đi dự show thời trang. Cô hùng hục đi trên cát với đôi giày cao gót, làm ai nấy coi video xong phải rén dùng. Được biết, sau sự kiện này, Phương Trinh Jolie đã hạ sinh bé trai vào khoảng cuối tháng 6. Hiện cô đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức và được chồng chăm lo hết mực. MC Liêu Hà Trinh cũng từng Khệ Nệ bụng bầu lên thảm đỏ, MC Liêu Hà Trinh lại có lựa chọn an toàn hơn, đó là diện đôi giày búp bê đế thấp. Cô vẫn tỏa sáng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Bên cạnh dự sự kiện, MC Liêu Hà Trinh còn tham gia dẫn chương trình dù mang thai tháng thứ 6. Năm nay, cô và chồng đã chính thức đón quý tử trong rất nhiều lời chúc phúc. Hòa Minzy thời điểm mang thai, Hòa Minzy chỉ để mọi người đồn đoán chứ không lên tiếng xác nhận. Phải mãi sau này, khi nữ ca sĩ chia sẻ thì cư dân mạng mới biết, hóa ra thời điểm mang bầu, Hòa vẫn đi dự sự kiện và tham gia các hoạt động giải trí. Điều này cho thấy cô nàng giỏi giấu cỡ nào, vì nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Hòa, nào ai có nghĩ nữ ca sĩ đang mang thai 6, 7 tháng cơ chứ. Hồ Ngọc Hà cũng khéo như Hòa Minzy, thời điểm Hồ Ngọc Hà mang thai song sinh cũng không hề bị phát hiện dù cô tham gia một vài sự kiện. Chính cách ăn mặc khéo léo, những lần tận dụng đủ thứ đồ để che chắn đã giúp nữ ca sĩ qua mặt được những đôi mắt tinh tường của cư dân mạng.